xong đâu con à. Dở máy lên, dở máy lên. Dở máy lên. Đây nè. Alo em. Đây này anh em mình ra chụp đi ạ. Ra chụp đi. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình cùng với các thành viên trong đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pitch đang có mặt tại trung tâm thể thao Hàm Rồng, nơi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2023. Đoàn của mình tranh thủ ghé tham quan một chút, uống cà phê và xem có gặp được các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hay không nhé. Chúng ta cùng chờ, let's go. Ngày hôm nay thì đoàn của mình sẽ chào đón thêm một thành viên, đó là thầy giáo Trung ở Hà Nội bay vào. Anh đã đến vào sáng ngày hôm nay và lúc này thì cũng đã đến Hàm Rồng trước cả đoàn của chúng tôi, vốn vừa trở về từ Măng Đen, Kon Tum. Anh Trung cũng lúc nãy cũng đã gửi một tấm hình, thấy Tuấn Anh đang ngồi đọc sách. Một khung cảnh khá là vắng lặng, các cầu thủ có lẽ là đang nghỉ ngơi. Không thấy có ai ngồi ở bên ngoài cả. Bây giờ là 11 giờ trưa. Chút nữa thì họ sẽ di chuyển đi ăn trưa. Dạ. Dạ. Chiếc SH của Minh Vương đang để trước cửa phòng. Pleiku vừa mới trải qua một cơn mưa lớn, khá là mát mẻ. Rất là may là khi đoàn chúng tôi tới Hàm Rồng thì trời đã hết mưa rồi. Ồ, ở khu vực đằng xa kia chúng tôi thấy có các du khách đang mặc áo của Carabao, áo của Hoàng Anh Gia Lai. Anh Trung kia rồi. Kìa thầy giáo Trung kia rồi. Con tắm hồ bơi hả? Vô tư. Hồ bơi này là của con. Nuti Food. À, mấy bạn Nuti Food đang tập ở bên kia. Hai lẻ một, hai lẻ hai. Em chào anh Trung. Dạ em chào. Dạ. Dạ. Xin chào cô Ngân. Mưa tháng 4. Ủa? Có vụ trang điểm để lên sóng nữa hả? Ủa vậy mỗi lần mà anh nói đi xuống đây là em phải trang điểm liền á hả? Hello em. Ừ, anh cà phê đen. Ừ. Ôi Công Phượng nè. Ôi Minh Vương nè. Tuấn Anh ở đâu? Tuấn Anh ở đâu? Ở đâu rồi? Tại sao không có Tuấn Anh? Thò đang đặt ra câu hỏi, Tuấn Anh đâu? Văn Toàn nè. Ôi thấy Công Phượng không? Thôi. À đây. Tôi nghĩ là một vụ văn nho. Đang ở cái cốc cơ mà. Thì
Rồi thôi xong rồi. Có không có. Rồi thôi xong rồi. Rồi. Hay nhỉ. Một cảm giác rất là giận dữ. rồi xong rồi. Rồi xong cà phê ông bầu rồi. Năm ngoái chị đến đây chị đã có ý kiến rồi mà năm nay vẫn thế à? Rồi, chắc chị thầu quá, chắc chị thầu lại quán cà phê này luôn quá. Dạ. 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 10 kiểu đâu không anh? Đây là thành viên mới của đoàn mình á. Đây, mày chụp anh một cái. Đấy, mẹ em. Đằng xa kia là thủ môn Trung Kiên. Vừa tập về. Trung Kiên nó tập với đội 1 hay nó tập với đội nào? Sáng ngày hôm nay thì mình thấy có khá là nhiều các thành viên của hội cổ động viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở miền Nam cũng như là miền Bắc, họ đang có mặt tại Hàm Rồng để vừa đi tham quan, nghỉ ngơi, thư giãn. Và chiều ngày hôm nay thì họ sẽ ra sân để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak. Ở bên đây không biết là các em của lớp bao nhiêu. À có Hiếu kìa. Hello. Đây là anh Chu Ngọc Cảnh. Chắc là đây là đội U19 hay U21. Hello anh Cảnh. Ủa anh đây là lớp bao nhiêu anh? Hạng 3. Dạ? Hạng 3. Hạng 3 hả? Hạng 3 con Tâm á. À con Tâm. Đang tập. Dạ dạ. Rồi đây là đội con Tâm. Đang tập luyện để chuẩn bị cho giải hạng 3 quốc gia. Con Tâm thì thực ra là lực lượng cũng lấy từ lò Hoàng Anh Gia Lai ra. Đây là hai cầu thủ trẻ U50 của Hoàng Anh Gia Lai đang đứng ở ngoài cửa ngắm nhìn các em tập luyện. Ơi anh Trung mà còn U40 gì nữa. À, con Tâm. Ở con Tâm thực ra Gia Lai chứ đâu ra. Chứ lấy đâu ra con Tâm đi đá bóng. Đức Việt đi lạc vào đây à Đức Việt? Quay lại U20 à? Tài năng trẻ. Ui Xuân Hiếu. Hello Việt. Ở kia là đi giao lưu á. Từ từ cho bác. Gia Lai mà có cổ động viên xinh đẹp này là thôi rồi, hiểu rồi. Hay quá. Dạ, ở phường 8 Tân Bình. Ngay chợ Tân Bình. Đi này có xin gia đình không vậy? Hay trốn đi vậy? Dũng biết mấy em này à? Con lớp mấy rồi con? Lớp 2. Đi nhanh lên con. Mưa mà sáng nay mới hừng mưa thôi. Vâng, tụi con chào thầy Quang nha. Chào con. Hello. Hello. Hello.
nhớ xem ngoài đường biết nha, chứ kêu mà không có xem là buồn nha. Chào con. Biết chú ngoài đường biết thì phải ra xem chú nha. Bình ơi, mẹ con kiếm được em rồi kìa. À. Trời ơi, dễ thương không? Dễ cưng không? À. Mỗi người cái huy chương đàng hoàng. Trời cho con có huy chương luôn à. Quá luôn ta. Chào. Chào tụi con. Dạ. Chú chào nha. Chào cô. Dễ thương ghê. Cho ai nhìn kìa. Trung tâm bóng đá cộng đồng Đà Lạt à. À Túc Đà Lạt. Trời đi có mấy chục em mà. À chào em. Ừ đúng rồi. Ừ hello em. Con tên gì? Tên Sang. Tên Sang gì? Mã số bao nhiêu? Số gì? Ủa tụi con là khóa mấy? Năng khiếu 5. Năng khiếu 5. U15. U15. Ôm U15 mà chiều cao này là được đấy. U15 giờ thể hình tốt quá ha. Mấy đứa nhỏ giờ thể hình tốt ghê. Ừ. Quá ghê gớm. Trời ơi. Sống chết vì nghệ thuật. Cảm ơn cậu lên nhá. Đi ăn hả? Anna kia tí sắc. Cái làng cổ dài Chiang Mai. Chiang Mai. I need him back. Very good feeling. Hello. Hello. Anh. Dạ chào anh Boy. Dạ. Hello anh. Hai đoàn mình chụp tấm với anh Sát đi, xin tấm đi. Cho cả đoàn già chụp chung hết. Đây để em chụp cho. Nhìn em nha, nhìn em nha. Dạ rồi, quá đẹp ạ. Hello anh, dạ. Dạ. Nhìn thấy ghét thiệt chứ. Nhìn. Thằng bé nó làm gì mà ghét nó. Ôi thôi. Mẹ. Cả các em là... Mẹ bằng sơn. Hello em. Chưa mua về.
chỉ mua đi thôi. Đi chơi hả? Ok. Ok, ok. Dạ. Vương ở lại chụp cho hai anh cái đã, một tấm thôi. Alo em. Ừ. Đâu lên hôm qua đi măng đen trước. Ừ. Trời ơi. Thanh Bình ngoài đời kìa. À, Thanh Bình ngoài đời. Nghe, và tô zone nữa. Hello anh Tài, hello Đình Bảo. Người con của bóng đá An Giang, niềm tự hào của An Giang. Tuấn Anh kìa. À, trời. Ôi ôi. Không thể thoát được đâu. Ra chụp đi ạ. Ra chụp đi. Cho anh chụp. Để anh Hân chụp cái em chụp sao? Chụp lại lên nó đi cho. Em chụp rồi, xong rồi. Rồi. Một cái nữa, hai thằng cái nữa. Rồi. 2 3. Rồi. Dạ. Chú hả? 2 3. Rồi. Cảm ơn em. Ôi nó không phải chụp với bao lâu. Không phải bao lâu mà cái gì mà đơn đau. Quốc Việt nè, có ai chụp với Quốc Việt không? Đây nè, em Việt nè. Vừa chị chụp với Quốc Việt rồi. Dạ. Đây nè, để em nói cho. Đây nè anh chị vào đây, đây em nói chị. Lam Bình ơi đi về nào, Lam Bình ơi. Việt ơi. Đi về đi. Việt ơi. Việt cho anh chụp cho hai cô chú. Lam Bình ơi đi về đây nha. Đây vào đằng này. Brandao, photo. Ờ đi ăn kìa. Ê my friend. Hello. Hi Paolo. Good to see you. Ôi, đàn của chúng tôi vừa mới có những trải nghiệm rất là tuyệt vời ở Hàm Rồng rồi. Và bây giờ thì sẽ về lại Pleiku để đi ăn trưa, rồi về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi chiều ngày hôm nay ra sân cổ vũ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Let's go thôi.
Rồi, tạm biệt Hàm Rồng và hẹn gặp lại trong một ngày không xa với đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pitch.